quay làm chi đó. Chỉ có một cái kén. Để chị hỏi ở đây có cái gì ra? Đây sẽ là hàng một năm bây giờ. Để có bom vỡ để xong chạy. Thôi đi. Quay làm chi đó. Chị có một cái kén long kiểu YouTube tải lên hàng ngày chơi kiểu, để lưu lại. Em muốn muốn đi coi cái gì không? Đi. Gà tàu đâu vậy? Ở trong này là gà tàu vậy. Ở đây có nhiều bệnh tàu lắm rồi. Ở ngoài là tàu. Ta coi đi. À vất rạc hả? Ở dưới là metro. Phải tắt ra. Đó. Thường mà hồi này chị mới qua là chị ở lâu lắm, chị mới có thẻ ngân hàng đấy, chứ không phải có liền đâu. Ở dưới là metro, nhưng mà nếu mà em có muốn xuống gói không? Ừ, thường. Thường mà em đi metro là em phải có vé trước đã kia, là em mới xuống được. Thì mình có thôi. Mấy người này hay xin người châu Á mình lắm. Mình dễ cho. Còn người phân thì kéo. Có làm có ăn. Ừ. Cho. Ôi. Mà ơi làm thơm với cái đồ họ làm tay á. Cái gì nhớ đấy cổ à. Đó, ở dưới đó là metro. Xuống coi hả? Ừ rồi. Thì xuống dưới thôi chứ có gì đâu. Không đi lên. Tắt. Mãi luôn. Ngày này ngày gì vậy ta? Nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào em. Gợi lại tuổi sắc cu. Hình như cái gì chạy ngang quá thủ người con trồng chạy ngang quá thầy. Đường bụi lên không cả lần. Xin tôi lấy tay kì. Chắc chủ bần nó lạc nữa chủ gọi là ai ai chủ chạy mà thì ý là bần thằng ổn này rồi đó. Ổn hả? Tiếng biệt lắm. Ta là cô và An ấy. Đồng cột gần tới nhà thơ trắng thơ. Ừ đúng không? Bây giờ em đợi khóa học thì cũng không lâu. Tại đây là hơi lạnh tí, em coi một quả. Em coi mà kiểu ảo này nhé. Bởi vì ngoài đi gần biển á.
phải lăn chết đi mà. Còn nó tê hay cho mà áo. Hơi tai tê. Tê tê hay cho. Giá chỉ khố nó với hai cái miếng nữa. Tê hay cục đi. À lỗ tai. Ừ. Đây đúng hai cục. Đây là ít rồi đây chứ bữa nè. Để điên đảo tâm hồn. Anh đã chuẩn bị đi Nhật chơi đã thật. Hưởng thụ đi. Đó là cái ngành. Đi của công ty á. Đó là cái ngành. Rồi á, ngày lễ gì á, không phải lễ mà hay kiểu tổng thống họ có đi á, đó em thấy còn chẳng lai hết nhé. Đấy ní, thủ tướng đấy ní, ở đấy chị. Để chuẩn bị thủ tướng chuẩn bị chạy ngang qua đấy, để ruột quả sống của anh. Để ruột sống của anh, anh đèo ra anh bắn. Bắn bắt lên. Em thì gãy phân đẹp không? Nhận xét sao ta? Dạ. Hơi mập á. Hơi cỏ. Ừ. Hôm nay chỉ ra mời không mọi người đúng ra. Hôm nay thì xạo quá. Đó con chim mà hôm bữa dù mua cho cùng anh ngon con chim mà dũng con chim dập chụp cái kẹp mày cây đau bụng á đi em muốn vào trong coi không có chi mà ơi nếu mà em là người thích cổ kỵ với nhà thơ thì mọi người sẽ thích nhà chi thì bình thường dính thích thì ra biển coi hả thì có đây nhá biển ở đây tợm lắm thì nó thẳng giống sông vậy giống ở dưới nhà di hang nó cũng biển nữa nó không có sóng à không có sóng có sóng thì đó tất cả các phương tiện công cộng đứng lại lắm Kansavalini. Chắc tí nó chạy, sao phải đợi chạy để coi không ta. Em muốn chụp hình không gì chụp chưa? Đây cũng có gì đẹp. Ở phương láng lấy chỗ này dưới đây. Đi gọt đi. Cũng giật kẹt xe. Đi ra miệng thế. Sống đã đến giờ dẫu giấc mơ xuống đó nhớ cùng ăn đó tự chiếc xe đó mình đừng có chứ có cái gì mà hàng chân luôn nhá đi con đường này luôn á thì có cái gì mà rộng đông rồi ha chạy ngang có được á vẫn dễ đó mình mà tới cái lăng đập đây giờ lại có min á lại có min bắn nó chặt xe đây này niệm cô tự hiểu vấn đề luôn đây là tao chặt cao ở đây lại có min đối quá đó đi
À, một ngày chị ta có ngày chị mà của Phương Lan không? Em biết là trực tháng là bay đi trời luôn. Mệt lắm. Nghe đập 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 đập. Ừ. Thằng bay trên trời thôi má. Họ chạy tròn những chiếc xe nữa. Xe đó lên chở em một phòng thôi. Rồi miệng ăn vặt ăn kem. Ngầu gì? Chạy tròn hết đó thì sao người nhiều đi. Đi bên này nè. Sao ở bên này làm chị thật đi coi đi coi thì đã. Ở bên này có thủ tượng. Mua coi mình dạ đẹp quá. Sao mà biết tục sự khá dễ. Rồi lên bản tin thật sự. Ủa trời là người. Ở bên Lâm chưa một người nhiều được ta. Chắc là thích mấy bạn. Nào, quả. Hả? Ừ. Không cậu, cái con bị con bé mà 10 lần, mà tầm 15. Kiểu hãy dưới 23, 25 tuổi rồi xuống em đẹp lắm. Trên là, ừ. Trên mà cỡ tầm 25 trở lên bư bư, là hẳn bư lắm, ớn lắm. Nó giống bé tóc vàng, mấy bé này mấy 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 tuổi đó chứ mày. Thôi đi đường ní đi, đi ra hồ đi. Chắc ở ngoài này có cái gì á. Họ bàn. Chứ mày để cho chói ấy, gì thấy đẹp. Đi gái phân hẳn uống bí á, nhiều quá. Có bồn bướng rồi, cái hẳn dự dạng nữa, có những con dự dạng hay. Thì mày chỉ thấy chết. Chết thì đứa nào dự dạng hết. Ừ. Con mà mấy đứa mà cỡ dưới 25 tuổi 18 trở lên à, cái nhà 16 trở lên là thằng đẹp. Chị thấy á. Tàu là mình đi đi Thụy Điển phải đi Estonia đó. Khi nào nữa mà em rảnh thì đi Estonia với chị. Tên là có Dương Nam Phong á. Mình qua rồi mình chơi mình ăn. À, ủa cái gì vậy? Ồ hôi. Đó kìa lấy quả bom. Cái gì ta? Đi được cái gì? À, để ông cua là hay á. Mà lấy mũ xuống á, mình để con mình mũ ra mình đeo xuống. Sao chạy? Đây cái thằng kiếm tụi mình nó chạy tới đâu nó cũng có người. Đó cái chùa. Chùa là của Nga. Chắc thì ngoại giao đâu đó. Đâu có ai đâu. Đời là đi biết.
mẹ. Diplomat. Chị chú nó là nghĩa là cái gì? Diplomat nó chính nghĩa, không phải tăng phân. Con có thể tăng phân mà chị cũng biết á. Cho đa phần học từ nói chuyện với người sẽ giao. Không có được ăn kém. Em có ăn kém không? Ủa mấy người đứng ở chỗ nào ta ứng này à? Ừ đúng rồi, phục hồi em. Có được có thư ho. À cứ như em mà muốn đi Estonia đi à, nhầm tàu hẳn hết trời. Đường hẳn đống đá đây rồi kìa. Đi qua bên này chơi, đi ngồi trên cái phá có cái làng kìa. Có đây có thử. Ôi đấy là cái gì vậy ta? À, bầu cử hả? Ngay thường nhiên là có thứ đó ạ. Hả? Này kiểu là băng thôi. Này là băng. Ừ. Ta mình nhảy xuống nó mình luôn. Cũng có cái cục đá thôi. Ừ. Thôi đi ăn kem. Trơn một đường hẳn hơi tan để coi mấy cây có cái gì. Không biết họ nhìn qua cái nhà có cái gì vậy ta? Ờ, ở đây nè. Ừ, chị ơi. Để chị hỏi ở đây có cái gì ta? Bố, cái quả. Bố, cô mà chi sư, cứ đâu ta gặp tụ ta là. Tänään Suomi sai uuden presidentin, mutta mä tunnen just vain tämä Menikö hän jo ei voi olla enää näin, mutta just nyt on uusi presidentti astunut virkaan, presidentti Linna. Joo, oi, kiitos kun kiitos. Chủ tịch, ông là thủ tướng mới lên, bò tới họ trao đón thủ tướng mới. Biết mà mà không biết là hắn có tới đây không, mà gì nghĩa tới đây. À, hồi đi đoạn President đi là thủ tướng. Không phải là thủ tướng, cái bư hơn chủ tịch đó em. Ờ, chủ tịch nước mới. À. Vậy là mới bầu xong rồi. Ờ, đâu xong rồi, mất luật chưa có thay đổi. 4 năm mà có quốc tịch của bọn mình vẫn chưa thay đổi. Bây giờ là hành 1 năm bây giờ. Chỉ có bom bỏ để xong chạy. Thôi đi, đi ăn kém em. Đi bên đây cả trơn này. Oh.